Xin chào bạn, mình tên là Trần Thị Hồng Ngọc, hiện đang là sinh viên FPT. Hôm nay mình có làm một cái nghiên cứu nhỏ nhỏ cho môn IBS 301M. Thì mình có thể xin phép bạn ghi hình để thực hiện nghiên cứu này không ạ? Dạ được. Ok, thì đầu tiên cho mình hỏi là bạn là sinh viên ngành nào ạ? Mình là K16 ngành truyền thông đa phương tiện, tên là Kim Phương Linh. Ok, thì mình có một cái câu hỏi đầu tiên dành cho bạn, đó là bạn có từng tham gia trả lời cuộc phỏng vấn nào trong vòng 5 ngày nay không? Mình có làm dạng form khảo sát survey nhưng mà cái phỏng vấn gì thì chưa. Ok, cảm ơn bạn. Câu tiếp theo là bạn mong muốn gì từ ngành học của mình, thì ở đây mình sẽ đưa cho bạn 6 đáp án nha. Đầu tiên là kiến thức chuyên môn vững vàng, thứ hai là được thầy cô truyền nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong công việc, thứ ba là có được một công việc ổn định hấp dẫn như mong muốn, thứ tư là có cơ hội được học tập lên cao hơn, và thứ năm là ý khác. Mình nghĩ là cái thứ mà mình mong đợi sau khi mà mình học ở FPT là có một cái thứ khác, ví dụ như là kiểu có được cái mối quan hệ rộng mở và có thể có được một công việc tốt trong tương lai. Okay. Đó là thứ mà mình quan tâm nhất. Ok, cảm ơn bạn. Tiếp đến câu tiếp theo là tại sao bạn lại chọn ngành học này? Tại vì hồi năm lớp 12 thì có người nói với mình là mình hợp với cái ngành này. Lúc đó thì mình cũng không có biết mình muốn học ngành gì nữa. Lúc đó kiểu mình nghĩ là thôi mình học xong lớp 12 rồi mình đi làm phục vụ cho nhà mình, hoặc là sau này mình làm quán ăn. Nhưng mà lúc đó cuộc đời đưa đẩy, người ta nói mình học ngành này nên mình vô học luôn. Ok, cảm ơn bạn. Câu thứ ba là theo bạn làm sao để có ngay được việc làm như mong muốn sau khi tốt nghiệp? Thứ nhất là tốt nghiệp loại khóa học giỏi, tiếp theo là kỹ năng mềm xuất sắc, thứ ba là ngoại ngữ xuất sắc, thứ tư là có mối quan hệ trước, thứ năm là tự khởi nghiệp, và thứ sáu là ý kiến khác. Theo mình thấy thì cái việc mà để có được công việc trước thì mình thấy là nó không phụ thuộc vào một hai yếu tố, mà nó phụ thuộc là 3-4 yếu tố trở lên. Mình thấy là ý 2-3-4 kết hợp lại thì sẽ là một trong những cái nguyên tố chính dẫn đến cái việc mình có được công việc sớm, và cái xác suất mà mình được nhận vào những cái doanh nghiệp lớn nó sẽ cao hơn. Ok, cảm ơn bạn. Và câu hỏi thứ tư đó là sau 5 năm tốt nghiệp, bạn mong muốn mình sẽ là một người có vai trò trong xã hội hoặc là công việc như thế nào? Thứ nhất là với vị trí là giám đốc CEO của một công ty, thứ hai là quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, thứ ba là chuyên viên, thứ tư là nhân viên, và thứ năm là ý kiến khác. Mình không có đặt nặng cái việc mà mình phải có được cái gì đó thăng tiến trong 5 năm, nhưng mà mình hy vọng là trong 5 năm đó mình sẽ có thể làm ở một cái vị trí mà mình yêu thích, với một cái công việc và cái mức lương đủ nuôi sống bản thân, và cái công việc đó không quá nhiều áp lực, mà mình có thể đi chơi và nó sẽ có sự thăng tiến, nhưng mà có thể là chậm, không cần phải nhanh. Và 5 năm là một cái khoảng thời gian ngắn để mà mình nghĩ là khó mà mình có thể nhảy đùng một cái lên CEO, nên là chỉ cần làm nhân viên bình thường là được rồi. Ok, và câu hỏi thứ năm là hiện giờ ngoài cái giờ học trên lớp, bạn mong muốn có thêm những hoạt động ngoại khóa nào? Thứ nhất là kỹ năng giao tiếp, thứ hai là kỹ năng làm việc nhóm, thứ ba là thực hành kiến thức trên lớp, thứ tư là giao lưu học hỏi với doanh nghiệp, thứ năm là cuộc thi hoạt động giao lưu nghiên cứu hoặc là học tập, và thứ sáu là khác ạ. Mình thấy cái mà thực hành cái kiến thức trên lớp sẽ là một cái yếu tố quan trọng, tại vì mình thấy là mình đang học rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích, nhưng mà gọi là nó vẫn là hàng lâm và chưa có áp dụng được, thì đó là một điều là mình rất là tiếc. Tại vì cái ngành học của mình thì học những cái môn rất là đa dạng, từ làm báo, thiết kế web cho đến những cái Photoshop hay là vẽ AI này nọ, nhưng mà mình chưa thật sự vận hành tận dụng được hết nó, nên là mình rất là tiếc. Ok bạn, tiếp theo câu thứ bảy sẽ là nếu mà cho các em những người thì bạn mức độ cảm nhận nhận thấy những hoạt động có sẵn trên trường và khoa của bạn là bao nhiêu điểm? Chắc 3-4 điểm. 3-4 điểm là tệ. Câu 6 là bạn có thể cho biết một loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia mà vẫn chưa thấy trong trường FPT không? Mình nghĩ là cái hoạt động mà dạng mà cắm trại cùng với lớp á, tức là tổ chức cho lớp thôi chứ không phải là tổ chức cho nguyên cái trường. Mình sẽ đi cắm trại dạng học hỏi chứ không phải là đi du lịch sinh thái, mà kiểu du lịch trải nghiệm nhiều hơn để chúng ta có nhiều cái kỹ năng ở sinh tồn nơi hoang dã, kiểu như vậy. Ok, cảm ơn bạn. Và tiếp theo là câu thứ bảy là hiện bạn có là thành viên của câu lạc bộ FPT BEC không? Không có tham gia câu lạc bộ nữa. Vậy mình sẽ đến câu số 8 là lý do mà bạn chưa hoặc là không tham gia GEC là gì? Thứ nhất là chưa từng nghe hay biết qua, thứ hai là biết mà không có thời gian, thứ ba là không thấy nội dung hấp dẫn, thứ tư là ban lãnh đạo câu lạc bộ không biết tính, thứ năm là thời gian sinh hoạt không phù hợp với cá nhân, và sáu là khác. Mình thấy là cái lý do chính nhất là vì mình học truyền thông chứ không phải là học kinh tế, nên là mình sẽ cân nhắc về những cái câu lạc bộ nó làm sự kiện nhiều hơn là làm kinh tế.
chính là lý do mà bạn đã tham gia vào EC là gì. Thứ nhất, tiếp theo là câu 10 là bạn cũng đã biết qua bởi EC đúng không ạ? Và thì bạn cho mình hỏi là bạn có thấy bởi EC có tồn tại một số hạn chế nào không ạ? Mình cảm thấy đây là hạn chế của hầu hết câu lạc bộ tại FPT luôn, đó chính là việc mà giống như là họ mong muốn rất nhiều, họ có rất là nhiều plan nhưng mà họ chưa kịp thực hiện, hoặc là họ làm nó không tới do cái nhân sự và cái gọi là cái nguồn và những cái cấp quản lý nó không có chặt chẽ. Thì đây là cái vấn đề của hầu hết các câu lạc bộ và cái truyền thông nội bộ, là tại vì những cái câu lạc bộ trong trường nó sẽ truyền thông cho nội bộ sinh viên trong trường, thì cái việc truyền thông này nó vẫn chưa có mạnh để mà reach được tới nhiều sinh viên và làm cho sinh viên vẫn muốn theo những cái hoạt động mà câu lạc bộ đó đưa ra. Thì mình thấy đây là vấn đề mà tất cả các câu lạc bộ đều gặp chứ không phải là mình. Ok, cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn. Trời ơi.